Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vận hành một cái động cơ mà chạy được ở hai cấp điện áp. Đó là cấp điện áp mà chúng ta hiện đang có là 110 và 220. Thế thì điều kiện để vận hành được cái động cơ đấy trong hai cấp điện áp thì chúng ta phải có một cái động cơ, và làm việc được ở gì đây? Hai cấp điện áp. Ví dụ ở đây trên bàn chúng ta nhìn thấy đang có một cái động cơ mà trên động cơ đó người ta đang ghi là gì đấy? Điện áp làm việc là 110 và điện áp làm việc là gì đấy? Là 220. Do đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn đưa cái động cơ đấy về chế độ làm việc ở 110 và làm việc ở chế độ 220. Thế thì trên cái phần phía dưới này, các bạn nhìn thấy đây là một cuộn dây thứ hai và cuộn dây thứ ba. Cuộn dây thứ nhất mang tên là 12, cuộn dây thứ hai mang tên là 34 và cuộn dây thứ ba mang tên là gì đây? 56. Thì cuộn dây 12 này của chúng ta đóng vai trò là cuộn dây khởi động. Cuộn dây số 3, 34 và cuộn dây 56 đó là hai cuộn dây làm việc. Và tại sao chỗ này chúng ta lại có hai cuộn dây được đưa ra bên ngoài? Vì đối với động cơ mà làm việc ở hai cấp điện áp 110 và 220, tức là chúng ta phải đấu lại bộ dây ở bên trong, đưa về trạng thái là A bằng 1 hoặc là A bằng 2, tức là số mạch nhánh bằng 1 và số nhánh mạch nhánh bằng gì đây? Bằng 2. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta chạy điện áp 110 thì chúng ta sẽ đấu sao cho 34 cuộn dây 34 và cuộn dây 56 của chúng ta là chạy song song với nhau. Đấy, chạy song song với nhau. Ở đây thì tôi đang đấu sẵn đang chạy điện áp 110. Trên bàn thì tôi đang có hai cái nguồn. Nguồn đây, nguồn phích cắm tôi đang cắm đây là nguồn 110 và nguồn bên cạnh đây là nguồn 220. Bây giờ các bạn chú ý nhé, tôi sẽ cấp điện cho động cơ làm việc ở trạng thái 110 trước. Đây các bạn nhìn thấy trên đây là hai cái nguồn. Đây là nguồn 110, đây là nguồn 220. Tôi sẽ cấp nguồn 110 này. Đấy, các bạn thấy động cơ làm việc ngay. Và đối với động cơ đang hoạt động ở đây thì nó có một cái cơ chế là các bạn nhìn thấy đây, nó có một cái công tắc đây này. Đấy, và các bạn nghe thấy tiếng kêu. Đấy, nó tạch tạch bên trong ấy. Đấy chính là một cái công tắc hay là còn gọi là cái relay ly tâm. Thì relay đó có tác dụng là gì? Là chỉ làm việc đóng tiếp điện này vào khi mà động cơ bắt đầu có chỉ khởi động. Và khi động cơ đạt tốc độ là từ 70% tốc độ trở lên thì lập tức là cái relay tốc độ đó nó sẽ tác động và nó sẽ mở tiếp điện này ra và tách cái tụ điện này ra khỏi quá trình hoạt động của động cơ. Và lúc đó thì động cơ đang hoạt động với chế độ là không có tụ điện. Đây các bạn nghe lại nhé. Đấy, còn nghe tách một cái. Đấy, đó là cái relay tốc độ của chúng ta nó vừa mới tác động xong. Và relay tốc độ đó nó chỉ có hoạt động trong cái quá trình là khởi động cho động cơ thôi. Và khi tốc độ động cơ đạt là gì đây? 70% tốc độ định mức thì lập tức là relay đó sẽ gì đây? Tác động. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chuyển động cơ đó về trạng thái là làm việc ở 220. Khi làm việc ở 220 thì lúc đó các bạn phải để cho cuộn dây 34 và cuộn dây 56, tức là hai cuộn dây làm việc này của chúng ta là trạng thái là mắc nối tiếp với nhau. Vừa xong chạy 110 thì là chạy song song, còn khi mà chạy ở 220, làm việc ở 220 thì sẽ mắc nối tiếp lại. Đấy, tôi đã đấu xong về bộ dây về 220, giờ chúng ta sẽ cấp điện. Đấy. Ở đây cái tụ điện này nó hơi nhỏ, do đó thì cái quá trình khởi động nó chưa khởi động được. Đấy. Đấy, các bạn nghe rõ cái relay tốc độ đã làm việc đấy. Ở trên đây là tôi đã hướng dẫn các bạn vận hành một cái động cơ mà làm việc được ở hai cấp điện áp là 110 và 220V. Thì với các bạn trên ngoài thị trường của chúng ta thì nó có rất nhiều dạng động cơ và rất nhiều các cấp điện áp mà chúng ta phải đưa cái động cơ đấy vào làm việc. Vậy thì các bạn muốn làm được việc đó thì các bạn hãy đăng ký học nghề tại Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân 93 Nguyễn Tuân. Thì các bạn sẽ có những cái kiến thức cơ bản và kiến thức nâng cao nhất để các bạn vận hành tất cả những dạng động cơ ở ngoài thị trường của chúng ta đúng điện áp và đúng yêu cầu của cái động cơ đấy.